Nhập viện sau 30 phút ăn sâu băng miêu để tăng cường sinh lý. Sau 30 phút ăn sâu băng miêu, anh T lập tức buồn nôn, đau bụng, tê bì đầu lưỡi và mặt, yếu cơ tứ chi, phải vào bệnh viện để cấp cứu. Ngày 28 tháng 6, khoa hồi sức nội khoa và chống độc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn sâu băng miêu. Bệnh nhân tên T, 42 tuổi, sống tại Yên Bái. Sau ăn sâu băng miêu chiên 30 phút, anh T buồn nôn, đau bụng, tê bì đầu lưỡi và mặt, yếu cơ tứ chi, tiểu máu. Người nhà lập tức đưa anh vào bệnh viện cấp cứu được chẩn đoán ngộ độc sâu băng miêu và được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng mệt mỏi nhiều, yếu cơ tứ chi, tiêu cơ vân, suy thận cấp. Tiến sĩ Phạm Đăng Hải, phụ trách chủ nhiệm khoa hồi sức nội khoa và chống độc cho biết, sâu băng miêu hay còn gọi là băng mau, băng manh, có chứa chất độc. Với lời đồn không có căn cứ khoa học, ăn sâu băng miêu giúp tăng cường sinh lý, nhiều cánh mày râu đã ăn loại côn trùng này, dẫn đến tình trạng ngộ độc. Biểu hiện ngộ độc cantharidin ban đầu hình thành bọng nước ngoài da khi tiếp xúc, tiếp đến tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong. Sau 2 tuần điều trị hồi sức nội khoa tích cực, truyền dịch, giải độc không đặc hiệu, theo dõi sát chức năng các tạng, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, cải thiện triệu chứng yếu cơ tứ chi, chức năng thận về bình thường, được ra viện. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không mang các loại côn trùng lạ, kiểm tra kỹ khi mua rau củ quả để không lẫn sâu băng miêu trong thực phẩm. Lưu ý khi sử dụng thuốc đông y vì một số bài thuốc dân gian không rõ nguồn gốc thường có thành phần từ sâu băng miêu. Nếu nghi ngờ bị ngộ độc sâu băng miêu, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.